Điện tử Tám Hoa xin chào tất cả các anh chị em yêu âm nhạc và đam mê ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Và Điện tử Tám Hoa hôm nay xin giới thiệu với tất cả các anh chị em theo yêu cầu của anh Trung ở phường Phú Lương, Hà Đông. Anh đã chọn bộ sản phẩm karaoke của Điện tử Tám Hoa. Vâng, đầu tiên là anh chọn một cục đẩy công suất có mã số MU. Vâng, cục đẩy công suất MU 20 sò anh Trung đã lựa chọn. Và thứ hai là một chiếc lọc EQI của hãng DBX có mã số 2231, chiếc lọc âm cho chất âm cực sạch và trong trẻo mượt mà với chiếc lọc âm của anh Trung đã lựa chọn. Và thứ ba là anh chọn một chiếc vang của hãng Gutin có mã số KM5FX, có hệ thống chống rú rít của micro rất tốt với chiếc vang này mà anh Trung đã lựa chọn. Và thứ tư là anh chọn một cặp mic không dây có mã số FU80A. Vâng, anh đã lựa chọn cặp mic rất là sang trọng và đẹp với cặp mic của anh Trung đã lựa chọn. Và cuối cùng là anh lựa chọn cặp loa 3S Audio. Với cặp loa của anh Trung lựa chọn là gồm mỗi chiếc loa là có 2 bát 25 đan chéo nhau và 4 chiếc cũng đan chéo nhau. Với cặp loa 3S Audio của anh Trung đã lựa chọn rất to cho công suất cực lớn với cặp loa của anh Trung đã lựa chọn. Và anh yêu cầu Điện tử Tám Hoa test lên. Vâng, Điện tử Tám Hoa đã test lên chọn bộ của anh Trung yêu cầu. Và sau đây Điện tử Tám Hoa sẽ thử một đoạn nời để cho anh thẩm âm. Và sau đây Điện tử Tám Hoa sẽ tháo cái màng lưới tầng ong bảo vệ đằng trước ra để cho anh Trung cũng như là tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng. Với cặp loa, vâng, với cặp loa của anh Trung đã lựa chọn 3S Audio hàng bãi trông rất là đẹp. Và hai bên sườn là gồm có các ốc vít nhưng được Điện tử Tám Hoa đã tháo sẵn ra. Rất lớn, cặp loa cho công suất cực lớn. Và tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu chọn bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp và chất lượng, hãy liên hệ với Điện tử Tám Hoa, Thị tứ Lê Lợi, thị xã Chi Linh, Hải Dương, số điện thoại 0918249265 hoặc 0974637646. Điện tử Tám Hoa ship toàn quốc. Đêm khuya rồi anh chẳng ngủ em ơi, thương nhớ người chắc chở cánh dài mà nỗi sầu đi tìm tương tư. Mơ ước nào e ấp trong tim, đêm từng đêm khắc khoải mong chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được lùa đầy son vàng cao xa. Anh sẵn sàng dứt bỏ sâu, anh chỉ cần tình yêu của hồn. Đêm nào về nào hoa vắng điều yêu. Em ơi giàu sang đêm mà làm chi, đường hoa cây quanh hồn anh vẫn đơn này. Ôi bạn phiền làm sao ấm con tim, gấm nhung nào tổ đẹp tình anh. Tâm tư này anh gửi trọn cho em, năm tháng dài anh vẫn mong chờ. Biển có cạn non mòn không phai, em hiểu lòng xin chớ thơ. Sống trọn niềm mơ. Vâng, và tất cả các anh chị em đang nghe được từ Đắm Hoa thể hiện ca khúc Người Giàu Tương Tư. Vâng, xin chúc tất cả các anh chị em trên mọi miền tổ quốc có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng. Em ơi giàu sang đêm mà làm gì, cho anh thương tư sâu thương kín tâm hồn. Đêm nào hè nào hoa vắng điều yêu. Em ơi giàu sang đêm mà làm chi, hương hoa vây quanh hồn anh vẫn đơn này. Ôi bạc tiền làm sao ấm con tim, gấm nhung nào tổ đẹp tình anh. Tâm tư này anh gửi trọn cho em, năm tháng dài anh vẫn mong chờ. Biển có cạn non mòn không phai, em hiểu nào xin chớ thơ. Cho anh đường sống trọn niềm mơ. Em hiểu lòng xin chớ thơ. Cho anh đường sống trọn niềm mơ. Xin chào tất cả các anh chị em và từ Tâm An cũng xin chào anh Đông. Vâng. Xin chào anh Trung. Vâng. Xin tạm biệt.